Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tokyo Camera. Thì ngày hôm nay mình ở đây để giới thiệu các bạn đến một sản phẩm của DJI, đó chính là Motion Controller. Quên thì nhớ nhầm video. Chắc anh em đã không lạ lẫm gì về cái Motion Controller nữa rồi. Video introduction, rồi video mình trải nghiệm mình cũng đã giới thiệu đến cái tay cầm này rồi. Tuy nhiên thì có một vài anh em đang thắc mắc với mình là không biết việc kết nối giữa cái tay cầm này với cái kính và với cái FPV thì nó sẽ như thế nào. Vậy trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách kết nối nhé. Cái điều đầu tiên mà mọi người cần phải làm đấy chính là chúng ta sẽ phải cần sạc pin cho tất cả các thiết bị. Thì như pin mình ở đây thì mình cũng đã sạc hết rồi. Pin của thân body này, pin của kính này, pin điều khiển, các thứ là mình đã sạc hết rồi. Và nhân vật phụ này với cái điều khiển này thì chúng ta sẽ không cần ở trong video này. Vậy mình sẽ bỏ ra chỗ khác. Chúng ta sẽ đây, pin kính đây rồi. Bây giờ điều đầu tiên các bạn cần làm là phải bật hết tất cả các thứ lên. Hãy giữ vào đằng sau và bật cái pin fly lên nhá. Đó, đã bật lên rồi. Tiếp theo đấy là các bạn hãy bật pin kính. Ok, kính đã kêu. Và cuối cùng là bật pin điều khiển. Ok, đã thấy nhấp nháy nhá. Về tất cả các cách bật thì có nghĩa các bạn đã không lạ rồi. Với đồ DJI thì các bạn cứ bật thôi, ấn một lần và giữ thì nó sẽ bật lên. Ok, việc tiếp theo chúng ta cần làm là phải kết nối cái FPV với kính. Thì đây là sẽ là cái lần đầu kết nối cho tất cả các bạn. Nếu như bạn nào chưa biết cách thì mình sẽ chỉ ngày hôm nay. Thì bây giờ nhá, đầu tiên các bạn hãy giữ vào cái nút nguồn của cái viên pin này, của thân body ấy, các bạn giữ vào đây đến khi nào nó có tiếng kêu này. Đó, để khi nào nó có tiếng kêu này là nó đang đợi kết nối cũng như là cái vạch này nó đang nhảy. Tiếp theo đó các bạn hãy ngửi kính lên. Và ở phía dưới cái phần sạc này chúng ta sẽ có một cái nút màu đỏ. Thì bây giờ anh em hãy dùng một cái gì đó để chọc. Bây giờ mình sẽ dùng cái đầu bút, anh em có thể dùng sạc que chọc sim, tùy. Các bạn hãy cũng ấn giữ vào đấy. Để khi nào có tiếng kêu thì thôi. Ồ. Ok, đó. Tít 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 rồi. Mình thấy nó đang tít 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 rồi. Ok. Và khi mà chúng nó tít như thế này ấy, thì có nghĩa là các bạn nên đợi một lúc. Và khi mà thấy cái đèn ở đây nó không nhấp nháy nữa thì có nghĩa là cái kính và cái FPV được kết nối. Các bạn có thể kiểm tra bằng cách là check bằng vào trong ngoài xem nó đã nhận camera chưa. Đó, đây là kết nối lần đầu thôi nhá. Còn những bạn nào mà đã từng kết nối cái điều khiển này rồi thì chúng ta có thể bỏ qua bước này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái điều khiển. Thì chúng ta vẫn làm tương tự như vậy. Các bạn hãy giữ cái nút nguồn trên điều khiển. Đó, rồi cho nó kêu lên. Đấy, như thế này là nó đang đi tìm thiết bị. Tiếp theo đấy là mọi người hãy ấn giữ lại về cái fly. Đó. Đó, và khi có tiếng kêu tít tít thì có nghĩa là hai thiết bị đã được kết nối. Và bây giờ thì để mà kiểm tra xem là nó đã kết nối chưa, mình có thể kiểm tra qua mắt kính. Thì các bạn có thể nhìn thấy là cái phần RC nó đã có sóng. Và cái nó hiện là double press the lock button to start the motor, có nghĩa là chúng ta đã có thể kết nối khởi động. Về đây mình sẽ ví dụ các bạn xem để chứng minh được là nó kết nối hay chưa. Đó. Okay. Đó. Như vậy thì là nó đã được kết nối. Còn tuy nhiên mình không lắp cánh quạt tại vì mình đang trong nhà, mình chỉ show cho các bạn như thế thôi. Đó, video hướng dẫn này thì khá là đơn giản, thì anh em chắc là nhìn là có biết làm rồi. Mình cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Đừng quên để lại cho mình một like cũng như một subscribe nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.